Vâng, một nữa thì người Tây Nguyên xin mến chào quý anh chị. Hôm nay thì Liên là cộng tác viên của người Tây Nguyên nhé. Và ngày hôm nay thì Liên lại mang đến cho các bạn một mẫu sản phẩm đất ở có diện tích là 48m, sâu là 40-45m trên đất của chúng ta đến 800m đất ở. Và hiện tại bây giờ đất của mình là thuộc lô 2 của mặt đường liên xã thuộc huyện Mang Giang nhé. Và hiện tại bây giờ trên đất của chúng ta là có 2 ngôi nhà ôm 2 mặt tiền đường. Và các bạn biết rồi, với những mẫu sản phẩm mà nó đến 800m đất ở thì chúng ta sẽ tách nền hoặc là chia cho con cái thì nó rất là dễ nha. Và diện tích đất của chúng ta đến 48m này. Đó, và em đi xuống 48m này. Đầu trên này thì chúng ta có hàng rào biên ranh như thế này. Đó. Và xuống dưới thì có một ngôi nhà xây cũng rất là đẹp ở đằng kia. Và những cái ngôi nhà tôn nhỏ nhỏ này nhá thì chủ nhà sẽ dỡ và mang vào rẫy, cho nên là quý anh chị có thể là để lại cho chủ nhà nhé. Và từ cái mẫu sản phẩm của chúng ta mà đi ra đến con đường liên xã kia thì rơi vào là 50m rồi ạ. Và chúng ta đến trung tâm trường chợ và cây xanh, dịch vụ tiện ích thì trong bán kính chúng ta là 500-700m đổ về đã rất là đầy đủ rồi ạ. Nói chung thì ngày hôm nay Liên nói rất là nhiều cho nên là hơi lắp một xíu, quý anh chị thông cảm ạ. Đó, và cái căn nhà thứ hai của chúng ta nhé, thì cái căn nhà thứ hai này thì mới vừa xây cách đây 5-6 năm thôi, và cũng còn ở rất là thoải mái nhé. Và anh chị cô bác ở đây cũng rất là hiền lành, rất là gần với tiện ích, cho nên quý anh chị mua đầu tư, mua bỏ túi để cho anh, thì đây cũng là những mẫu sản phẩm đẹp dành cho quý anh chị ạ. Cái mặt tiền đường thứ nhất là mặt tường đường bê tông rộng 4m nhé, và đường này là đường quy hoạch là 8m à. Và chúng ta có một mặt tiền đường đất ở dưới ngang 2 cây mít kìa, là một mặt tiền nữa hiển thị ở trên sổ nhé. Đó, với 48m sâu của chúng ta là hơn 40m và có 800m đất ở ngay khu dân cư đông đúc như thế này, cách trường chợ và tiện ích thì rất là gần, 500-700m thì đầy đủ rồi. Và khu đông dân cư cho nên quý anh chị cứ alo cho người Tây Nguyên, anh sẽ tư vấn trực tiếp nhé. Đó, một lô đất rất là đẹp đúng không ạ? Một sản phẩm có 2 căn nhà sẵn rồi này, và lại là gần khu dân cư. Và từ cái mảnh đất của chúng ta nhé mà đi ra đến đường quốc lộ 19 thì rơi vào là 30 km nhé. Đó, trên đất thì nguồn điện nước thì đầy đủ rồi, quý anh chị có thể tiện để mà mua để dành được ạ. Đó. Và bây giờ thì người Tây Nguyên xin mời quý anh chị xem một đoạn cam, xem hình thù dân cư và tiện ích xung quanh chúng ta như thế nào để mà tiện chúng ta có thể muốn sở hữu nhé. Và nếu như xem kênh của người Tây Nguyên mà yêu mến những mẫu sản phẩm mà người Tây Nguyên đăng hàng ngày thì cũng cho anh một nút đăng ký, một nút like để có thể theo dõi những mẫu sản phẩm đẹp tiếp theo nhé.